Chào các bạn, tớ là Nhân, tớ không phải là Hoa. Và đây là kênh Em Bé Má Hồng. Hiện giờ thì Hoa đang vắng nhà vì tham gia một sự kiện ở nước ngoài. Đây là một dịp khám phá rất là đặc biệt. Còn hôm nay để đảm bảo yếu tố khách quan và đa dạng, mình mời ra đây một người bạn mà cả mình và Hoa đều rất thích. Đấy là anh Nhật Tuấn. Một kiểu con như người ta ấy, trẻ em thì ngưỡng mộ mà nhà tuyển dụng thì để ý. Vlog hôm nay sẽ rất ngẫu hứng bởi vì mình và anh Tuấn sẽ ăn tối và đi lòng vòng Hà Nội cùng nhau. Theo chân chúng mình nhé. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay Nhật Tuấn. Ok, thân mến chào cả nhà. Thì mình là Tuấn, bạn của Nhân. Và mình tham gia clip ngày hôm nay. Thứ nhất là cũng muốn nói chuyện nghiêm túc thử với Hoa với Nhân một bữa xem sao. Vì mình gặp nhau toàn nói chuyện vui thôi. Cái thứ hai liên quan đến việc là từ đây mới là lý do chính. Nghĩa là thời sinh viên thì mình đi Hà Nội đêm rất là nhiều. Mình rất thích cái trải nghiệm đó. Một trải nghiệm như đi với người tình vậy. Ngắm Hà Nội đêm có những cái trải nghiệm không bao giờ quên. Và cảm nhận đó. Tuy nhiên thì đi làm rất là bận và không có thời gian như thế này bao giờ. Nhưng được Nhân rủ cái ok, còn đẩy ý tưởng hôm nay anh em quay night life cái nhá. Nên là không trong phòng nữa mà hôm nay thử ra ngoài, anh em ngồi uống với nhau một tí, tâm sự một số câu chuyện xem như thế nào. Cũng là một cơ hội để ngắm nhìn lại Hà Nội buổi đêm, có những trải nghiệm mới hơn về một người tình đã cũ. Đó, ok. Thì hôm nay là không biết là mình nói chuyện gì Nhân nhỉ? Hôm nay mình chill thôi ạ. Chill thôi à? Ok, thì có mời nhá. Ok. Gần đây thì bọn em ra được mấy clip rồi à. Thì các bạn ấy cũng có một chút tương tác, hỏi bọn em về các cái tips để về sự nghiệp rồi các thứ ấy. Okay. Em thấy hơi kỳ okay. Tại sao các bạn lại hỏi bọn em những cái đấy? Thực ra thì em nghĩ là bọn em cũng chưa là ai cả. Đưa ra lời khuyên về sự nghiệp thì nó cũng, thứ nhất là mình chưa đủ chín chắn để đưa, và thứ hai là đối với các bạn ấy thì nó cũng sẽ như muối bỏ biển thôi. Có một cách khác để mình vừa vui được, mình vừa nói được, và các bạn cũng sẽ có thể thấy nó hữu ích. Đấy là mình sẽ chia sẻ những cái mà mình đã thực sự trải qua, đã thực sự làm để trở thành một cái phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Em nghĩ là cái thành công trong sự nghiệp hay là thành công trong cuộc sống cá nhân ý, thì nó cũng sẽ đi theo sau. Về sự nghiệp thì thực ra về bản thân anh bây giờ thì cũng chưa có gì quá gọi là nổi trội, cũng chỉ là bập bẹ trong cái con đường ban đầu thôi. Nhưng mà anh nghĩ cái quan trọng nhất là thôi, chúng ta cùng chia sẻ với tất cả mọi người, cũng như là chia sẻ với nhau những cái hành trình chúng ta đã trải qua trên con đường tìm đến cái phiên bản tốt hơn của mình. Mình dùng để trả lời những cái câu hỏi rất rất quan trọng, và có thể là mình sẽ còn phải hỏi nó trong một khoảng thời gian dài nữa trong cuộc đời của mình. Thì đối với mình nhá, đối với mình thì nó sẽ là 3 câu. Thứ nhất là hôm nay tôi cảm thấy thế nào. Ok. Thứ hai là tôi thực sự muốn gì. Và cái câu cuối cùng nghe nó hơi sáo rỗng, nhưng thực ra thì em nghĩ nó là cái câu quan trọng nhất. Đó là tôi là ai. Khó. Hỏi mỗi ngày luôn. Khó, ok. Thì cũng rất là có cái duyên là anh đang làm một cái dự án cá nhân với một số người khác, tên là Train Lab, coi như là khóa học về sự thay đổi. Anh một số người bạn thử cùng nhau thay đổi một số hành vi tích cực trong 21 ngày xem. Thì một trong những cái ngành quan trọng nhất thì cũng là có đặt những cái câu hỏi như em vừa nói, tôi cảm thấy thế nào, tôi là ai, tôi muốn gì trong cuộc sống. Thì thực ra ngày xưa không có hỏi, ngày xưa lười, nhưng mà lười, có nhận ngày xưa lười không hỏi. Nhưng mà dạo này biết đặt câu hỏi cho mình hơn. Thì nói về cái trải nghiệm cá nhân thì tại sao anh đặt câu hỏi? Bởi vì thôi, người tình thì cũng bỏ ta đi, bạn bè tụ rồi cũng tan. Thì rốt cuộc chỉ có mỗi bản thân mình với mình thôi. Mình là đối tượng anh nghĩ là quan trọng nhất. Quan trọng nhất để mình nâng niu, để mình yêu thương. Và với anh thì anh coi anh như một người tình của anh. Cái này phải chia sẻ rất là thật, nghe hơi queer. Tại sao mình lại là người tình được? Nhưng mà rất là kỳ. Nhưng mà thực ra thì mình là người tình quan trọng nhất của mình. Mình sống với mình là lâu nhất trong cuộc đời. Về câu hỏi đầu tiên, nghĩa là tôi cảm thấy thế nào, thì với anh nó như một cái chữa trị về mặt linh hồn, về mặt tâm bệnh. Hôm nay anh cảm thấy vui, hôm sau có thể anh sẽ cảm thấy rất là buồn, đôi khi anh cảm thấy tức giận. Thì cái lý do anh đặt ra câu hỏi này bởi vì với anh thì có một cái lý thuyết là bí tâm lý thì sinh ra là bí sinh lý. Okay, như thế okay. Thì mình sẽ làm nhiều chuyện hơi là bừa. Từng nghe. Và nếu mà để lâu ấy, anh rất sợ có một ngày là anh đi gặp bác sĩ, và bác sĩ bảo là thôi có món gì ăn nốt thì còn 6 tháng thì rất là ghê. Phòng bệnh là chữa bệnh. Thế nhưng mà em sẽ nhìn nó khác đi một chút, cái câu hỏi này. Theo em ý, thì mình có thể hiện trách nhiệm với bản thân mình hay không ý? Nó chính là ở việc là mình có biết mình đang cảm thấy thế nào hay không.
trong cái quá trình mà trưởng thành, họ trưởng thành cũng hơi kinh, quan sát được là cái sự thay đổi của mình ấy nó diễn ra theo một cái chuỗi các cái sự kiện, các cái sự thay đổi. Đấy là mình thay đổi về nhận thức, cái nhận thức nó sẽ quyết định thái độ, thái độ nó sẽ quyết định đến hành động, hành động nó sẽ gây nên thói quen, thói quen làm nên tính cách, và cái tính cách nó chính là dẫn đến cái số phận của mình. Thì trong cái quá trình đấy thì mọi người thường đặt mục tiêu mà quên đi rằng có cái yếu tố cảm xúc ở trong mỗi cái nút thắt dẫn đến cái sự thay đổi về số phận của mình như thế. Và xét đến cùng á, thì đời người sống ấy thì cũng chỉ để đạt đến một số trạng thái, và trong rất nhiều cái trạng thái đấy thì nó sẽ là vui sướng này, là hạnh phúc này, là tự hào này, và bản thân đấy cũng là cảm xúc mình không thể bỏ qua nó được. Mình thì mình hay trốn tránh nhiều thứ, nhưng mà cái giải pháp thì nó cũng nên đưa ra. Anh thì anh sống với anh mãi rồi đấy, chẳng lẽ nó không đưa ra giải pháp cho bản thân anh? Làm mình tốt hơn mỗi ngày đó là điều nên làm. Làm được điều gì kể cả mình có hơi fake một tí, đôi khi có cái chuyện đấy nhá, hơi fake một tí, fake kiên chứ fake. Nhưng mà rồi dần dần nó sẽ thành tốt, anh nghĩ vậy. Nhân đang set up lại ghế gồm quay quả clip thì làm bê bác luôn. Đâu Nhân đâu rồi? Thân mến chào cả nhà, các bạn biết đây là cái gì không ạ? Nhân giới thiệu các bạn đây là cái gì đấy? Em không biết, gọi là cái bọc, cái bọc, cái để chân xe của mình. Hà Nội đã làm gì chúng mình, các bạn có thể xem đấy. Đây là cái để chân xe trong một quãng thời gian đi phê pha cùng gãy mẹ cả này, không hiểu sao lại gãy cái này, nhưng mà mình sẽ để ở đây hợp concept. Ok, industrial design, đằng sau là Đông Phương, đằng trước là Tây Phương. Nhưng mà ở đâu thì ở đâu còn lâu mới nói nha, coi như đây là một bí mật. Ok, đấy thì những tưởng là cái sự nghiệp ăn uống của chúng mình đã kết thúc ở cái round vừa rồi, nhưng không, chúng mình lại tiếp tục ăn. Ok, thế thì mình sẽ đi qua câu hỏi thứ hai nhé. Cái đấy là tôi thực sự muốn gì trong cuộc sống. Thì cái tầm quan trọng của câu hỏi này thì chắc là không phải đề cập với mọi người nữa rồi. Không phải tiền bạc hay là các mối quan hệ, mà chính là cái ý tưởng về cái nơi mình muốn đến mới là cái tài sản lớn nhất mình có. Thì chắc chắn là phải có một cái niềm tin gì đấy, một cái ý niệm mà mình nghĩ rằng nó đúng. Thì em nghĩ rằng là cái câu chuyện là mỗi tối mình hỏi xem là mình muốn trở thành ai, mình muốn trở thành người như thế nào, hay mình muốn đến đâu ấy, nó củng cố cái niềm tin đấy của mình. Đấy là cái kim chỉ nam của mình để làm tất cả mọi việc trong cuộc sống. Lúc mà em trả lời cái câu hỏi này thì em có rất nhiều điểm biến trong đầu. Và thường ấy thì những cái lúc đấy nó khiến mình đỡ mệt mỏi nhiều lắm. Như kiểu là một cái người mà kiểu mơ mộng nhiều ấy thì sẽ quên đi nỗi đau của thực tại. Cho nên là đấy, trả lời câu hỏi này không nhất thiết là phải có câu trả lời là A là B thì mới đúng. Có khi mình chỉ trả lời xong rồi mình đã thấy là mình có thêm lý do để sống, lý do để chiến đấu. Nhưng mà nói về vấn đề này, anh thấy có một điểm mà anh nhận ra. Nó là cái sự quan hệ giữa hài lòng và hạnh phúc. Kể câu chuyện cá nhân luôn thì ngày xưa anh đi tìm kiếm sự thành công, outstanding theo kiểu dạng, nói kiểu hơi đùa, mình vĩ đại mẹ nhất cái thời sinh viên đi, làm những cái chưa ai làm, và anh nghĩ đấy là hạnh phúc. Thực ra thì sau khoảng thời gian anh làm được xong thì cái anh nhận được là sự hài lòng. Cái hài lòng khác. Hài lòng như kiểu là mình đã tích hết các cái check box đúng không? Tích check box, nhưng mà sau đấy thì mình cảm thấy vui. Nghĩa là nó so what ấy. Nghĩa là mình sẽ lại trả lời câu hỏi so what. Thì cái câu chuyện đặt ra là đôi khi bây giờ với anh đi tìm không chỉ là sự hài lòng, mà là cái sự hài lòng nó mang được đến cho mình sự hạnh phúc hay không. Nó như một phép thử vậy, nhưng mà anh nghĩ đặt thế nó hợp lý hơn. Đó. Thay đổi đấy nó sẽ giúp bạn phát hiện ra là bạn đi được đến đâu trên cái quá trình phát triển bản thân của mình. Nhưng mà luôn nhớ làm gì cũng phải vui. Even nhá, mình kể một câu chuyện đơn giản này thôi. Cái này có vui không? Mình là vui. Rồi. nó như một cái dạng nhìn này để kể. Nó như cái này này, nghĩa là nó như kiểu một dạng mình trải nghiệm cho quá trình, mình quan sát cả quá trình đấy, mình cảm thấy happy. Với anh thì
ăn từng lát cá nó vui. Rơi cái này nó vui. Tránh niệm đúng không? Tránh niệm trong hơi thở. Đấy, kiểu như thế. Đó thì nó là một cái tip mà mình nghĩ là nên mình thử follow theo xem. Ngoài cái việc mình đặt là tôi có thực sự đang có cái mốc để đạt đến hay không, thì là tôi có hạnh phúc cho quá trình đi đến hay không, thử nghĩ xem. Đó. Cái clip lần này mình mong muốn làm nào nó real nhất. Bản thân thực ra lúc đầu mình nghĩ là mình đi quay trong phòng cơ, nhưng mà thôi làm nào real nhất để các bạn cảm thấy mình như là mình, nhân như là nhân, chúng ta cùng trải nghiệm cái quá trình đấy. Đó thì bây giờ chắc mình phải ăn thôi, vì quán sắp đóng cửa rồi, không ăn thì quán đuổi mất. Ok, thì mình ăn một tí xong mình quay lại luôn bây giờ nhá. Ok, đây đi vào đi. Ok, bây giờ thì cũng đến tăng cuối rồi. Thì Nhân sẽ dành câu hỏi quan trọng nhất cho anh Tuấn. Câu mà Nhân thấy khó nhất, mỗi đêm nằm hỏi cũng không ra được câu trả lời. Đấy là tôi là ai? Ok. Thì em nghĩ là cái câu này là câu đấy, một trong những câu khó trả lời nhất thế giới. Thì mỗi người cũng sẽ có một cái đáp án riêng. Rất là tò mò xem đáp án của anh Tuấn là gì. Ok. Nhân có biết cái concept ba người phụ nữ trong cuộc đời không? Biết câu chuyện này là bạn người tình nói đến phụ nữ là em rốt rồi. Anh có nghe nói là có ba loại phụ nữ trong cuộc đời mà người đàn ông nên có. Đấy là vợ này, người tình này, tri kỷ. Người tốt đẹp chỉ có một, nghĩa là cả ba trong một. Ok, người hơi đen tí thì lại có ba người, rất khó quản lý. Cái ý này như kiểu cái tôi ấy, tôi là ai ấy, bản thân anh, trong anh có rất nhiều con người. Thì mặc dù anh có thể trả lời câu này rất là đơn giản, tôi là Tuấn, tôi là con của bố mẹ tôi là người yêu của người yêu tôi nếu có. Nhưng mà như thế thì nó đủ, thì tổng hợp lại bản thân tôi là ai là cái rất khó nói. Nó cũng làm anh nhớ đến một cái câu thơ quên mất tại trong thời loạn ly thì ai đẹp mãi bao giờ ấy. Bản thân mình trong mình có rất nhiều sự xáo trộn, rất nhiều cái tôi để trả lời được thực sự tôi là ai. Bản thân bây giờ anh vẫn chịu, chưa có một câu trả lời thích đáng cho nó. Thì cái câu chuyện này nếu mà để kể thì sẽ có từng giai đoạn. Ngày xưa hồi mới vào đại học thì anh đi tìm câu hỏi là thực ra không phải tôi là ai mà là ai là tôi. Nghĩa là bản thân mình muốn hướng đến những người như thế nào. Những người nào khá nhất thì mình ok mình follow theo để trở thành họ. Sau một thời gian tích lũy đủ mảnh ghép rồi thì bắt đầu mình trả lời câu hỏi là tôi là ai. Nghĩa là lúc đấy bắt đầu đi tìm bản thân mình có những cái giá trị gì. Nhưng mà bây giờ thì anh lại trả lời là tôi là tôi. Nên là tôi cứ đi đường của tôi thôi. Nên tôi có những cái rất là riêng rồi và không có so sánh với ai cả. Thế thì nó đỡ bị mệt mỏi trong cuộc sống. Nhưng mà có một cái điểm nó bựa này là bản thân thì anh vẫn khôn ra. Vấn đề là thế đúng không? Vấn đề nhân mà anh đều khôn ra. Chúng ta đều khôn ra, chúng ta đều có nhiều tri thức hơn. Và khi chúng ta có nhiều tri thức hơn thì về cơ bản những câu hỏi ai là tôi và tôi là ai lại bắt đầu lặp lại. Đấy, vấn đề là như thế, nghĩa là nó cứ thành vòng chôn ốc như này. Thì anh nghĩ là đến cuối cuộc đời thì vẫn sẽ có những người trả lời câu hỏi tôi là ai và ai là tôi. Bởi vì nó thành vòng lặp mà. Mình biết điểm rơi mình ở đâu đâu. Bụp cái mình vẫn trả lời câu đấy lúc lâm chung mình là khó. Thì nó chỉ đơn giản là anh muốn là làm thế nào mà đến lúc cuối cuộc đời anh vẫn trả lời tôi là chính tôi, phụ thuộc ai là được. Thì nó cũng liên quan đến cái câu chuyện ba người tình, thì anh hy vọng là anh có thể có ba trong một, có được cái sự đồng thuận của những người tình, không ai làm khổ ai. Và nghĩa là khi mà đồng thuận được rồi thì anh có thể trở thành bất kỳ ai, anh có thể trở thành một người vợ, anh có thể trở thành một người tình, anh có thể trở thành một người tri kỷ. Vấn đề là cái anh muốn là cái gì, nghĩa là hệ giá trị của anh là gì thì anh có thể hướng tới. Thì như thế nó làm anh như kiểu đời không có giới hạn, mình có thể trở thành bất kỳ người nào. Cái mindset anh là như thế. Còn đến khi nào mà anh đang lại bắt đầu câu hỏi ai là tôi thì thôi.
chắc là anh sẽ comment vào trong cái YouTube là Nhân ơi, okay. Lại ai là tôi rồi đấy. Rồi, em sẽ làm hẳn cho anh một clip đấy luôn. Lại thế rồi. Ok, thì không biết ý Nhân như nào về việc này. Em á, thì em sẽ kể cho anh trên đường đi nhá. Rồi, ok, sẵn sàng. Ok. Thôi, hết nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc. Bây giờ về thấy già quá rồi, ngày xưa đi 6-7 giờ không vấn đề gì. Giờ yếu rồi. Ok. Về nhà đi ngủ. Rồi, rất là cảm ơn anh Tuấn đã góp mặt trong vlog của bọn em. Ok. Hy vọng rằng là có dịp để quay lại, quay anh một lần nữa. Ừ, chết. Cập nhật với... Oh. Không phải con mình. Social experiment nào. Ôi em bé Hà Nội. Mà em bé Hà Nội. Hà Nội luôn có những điều bất ngờ đúng không? Vâng, đây là cái này là mình chưa dự tính được. Con mình. Con anh Tuấn đấy. Rồi, mua gì con? Cái đó xin mấy nghìn thì quên mất. Mua gì con? Cái đó xin mấy nghìn. Hà Nội luôn có những điều bất ngờ. Về cơ bản nói chung là không thể hiểu được, không giống Sài Gòn lắm, đôi khi nó bẩn hơn, nó thế này. Con ơi, con tên là gì? Dạ, con tên là Nhi. Con nhá. Mà nó vẫn có cái sự thú vị riêng, chất riêng của nó. Vâng, thú vị lắm ạ. Ok, rồi, rất là cảm ơn anh. Hy vọng anh về nhà an toàn, bye bye. Rồi, chào anh em nhá, chào các em Má Hồng. Vâng. Bye bye.